Ông trùm ma túy với tội ác khó dung tha vì kéo cả họ hàng vào con đường tội lỗi. Vốn được mang tiếng là một ông chủ trang trại chịu thương chịu khó ở xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An. Một trang trại rộng chừng 3 hectare ngay cạnh sông Đò Đào, lơ thơ cây phi lao, vài cái chuồng và chỉ có 4 cái ao thả cá. Đây là lô đất mà ông chủ thầu này vào năm 1992 theo hợp đồng ký với lãnh đạo xã cam kết nộp 50% số cây lâu năm trồng được. Trong mắt bà con trong xóm, đây là một nhà nông chí lớn. Với mấy lô đất mặt tiền sát quốc lộ 7, Nguyễn Đức Lượng dự định mở bệnh viện tư chuyên điều trị bướu cổ cho đồng bào miền núi. Nhưng chẳng ai ngờ, dưới vỏ bọc hiền lành ấy, ông chủ Lượng là một tay trùm buôn ma túy cực khủng. Bằng những việc làm hòng che mắt xóm làng cũng như lực lượng điều tra và những hoạt động từ thiện của mình. Thế nhưng, trong một vụ án về ma túy thì chân dung ông chủ trang trại này lại xuất hiện với vai trò cực kỳ quan trọng. Chào mừng các bạn trở lại với Chủng Cuối TV. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sinh năm 1968 tại Sài Gòn, năm 1978, Bùi Hữu Tài xuất cảnh sang Mỹ, năm 1997 xuất cảnh sang Bỉ. Trong một phi vụ làm ăn cùng đồng bọn, để bịt đầu mối, hắn phạm tội bắt cóc, giết người, bị tòa án Australia ra lệnh truy nã và săn lùng giáo giết bởi Bùi Hữu Tài phạm nhiều tội và tội nào cũng có tính chất nghiêm trọng. Cũng bởi vậy mà FBI xếp Tài là một trong 10 đối tượng nguy hiểm nhất của năm. Cùng bị Mỹ xếp hạng là đối tượng nguy hiểm nhất, cùng bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ, nhưng theo các sĩ quan của văn phòng Interpol Việt Nam thì vụ bắt giữ Bùi Hữu Tài rất đặc biệt, bởi bắt được Bùi Hữu Tài không chỉ là đã ngăn chặn được đường đào thoát của đối tượng mà còn mở ra một chuyên án cực lớn về ma túy tại Việt Nam. Dáng người cao, gương mặt lạnh cùng với hàng ria con kiến được tỉa tót kỹ lưỡng, ăn vận chảy chuốt cầu kỳ, Tài trông hấp dẫn như một diễn viên điện ảnh. Không ai hình dung nổi đó lại là một kẻ giết người. Điều đặc biệt, một cách dễ nhận ra mà các sĩ quan của văn phòng Interpol Việt Nam bắt đầu biết đến Bùi Hữu Tài qua hồ sơ truy nã do văn phòng sĩ quan liên lạc của cảnh sát liên bang Australia tại Hà Nội chuyển đến vào năm 98. Đó là một bộ hồ sơ khá chi tiết và đầy đủ. Chính Tài là một kẻ đặc biệt vì có tận đến 2 án truy nã đỏ. Trong suốt một thời gian dài, hoạt động của Tài và đồng bọn đã làm đau đầu cảnh sát không chỉ bang California mà hầu hết các bang trên đất Mỹ. Năm 97, vì các hoạt động phạm tội, trong đó có buôn bán ma túy, Tài bị tòa án Mỹ kết án tù, nhưng hắn đã tìm đường đào thoát sang Australia. Tại Australia, dù đang bị cảnh sát Mỹ truy nã gắt gao, nhưng Bùi Hữu Tài vẫn không từ bỏ con đường phạm tội. Gây án ở Úc xong, Bùi Hữu Tài tháo chạy ra khỏi đấy vì biết sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị cảnh sát nước này truy nã gắt gao bởi hành vi phạm tội quá nghiêm trọng. Tháng 2 năm 98, hắn nhập cảnh vào Việt Nam, hộ chiếu Mỹ, đội lốt dưới cái tên Vũ Mạnh Cường. Với gương mặt điển trai cộng với mác Việt kiểu Mỹ, tại thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của Tài làm khuynh đảo nhiều cô gái đẹp. Không ai trong số đó biết Tài là một con nghiện ma túy nặng. Cũng không ai biết rằng, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tài sống sung túc không phải bằng của nả mang từ biển về, mà từ những phi vụ buôn bán ma túy với một bà chủ nổi tiếng lúc bấy giờ là Nguyễn Thị Hòa, tức Hòa Vinh, trú tại Nguyễn Trãi, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tất cả hành vi đen tối của hắn luôn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Song song với cuộc truy lùng kẻ mang hai lệnh truy nã quốc tế thì hồ sơ về một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cũng bắt đầu được mở. Sau nhiều ngày săn lùng giáo giết, vào đêm ngày 13 tháng 9 năm 98, khi Tài vừa dừng xe trên đường Hàm Nghi trước cửa một tiệm massage để chờ đón cô bồ là nhân viên ở đây thì bị bắt giữ. Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tài. Đúng lúc đó, Nguyễn Thị Hoa đột ngột xuất hiện. Linh cảm nghề nghiệp khiến các trinh sát không thể bỏ qua. Một cuộc thẩm vấn chóng vánh được thực hiện và chỉ sau vài chiêu điểm huyệt đã khẳng định Hoa là đối tượng liên quan đường dây ma túy của Bùi Hữu Tài. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa phát hiện thu giữ một cân điện tử, 4 túi ni lông, một số sổ sách, giấy tờ ghi chép đến việc giao dịch mua bán ma túy. Việc Hoa tự chui đầu vào giọ nằm ngoài dự kiến của ban chuyên án lại giúp vụ án chuyển sang một hướng thuận lợi hơn. Tên tội phạm lì lợm nhất mà điều tra viên gặp phải là Nguyễn Thị Hoa. Nhà Hoa buôn hàng trắng rất lâu đời, nhưng khi bị bắt, Hoa nhất định không khai. Thị hy vọng người nhà sẽ chạy cho y thoát tội. Mỗi lần điều tra viên hỏi cung, Thị nín thít, chẳng nói chẳng rằng, bụng màng dạ chửa, đợi mãi chẳng thấy người nhà tiếp tế, lại được giám thị trại giúp đỡ tận tình lúc vật cạn. Dần dần, Thị thay đổi thái độ. Tại cơ quan điều tra, Hoa khai,
Vào khoảng tháng 4 năm 98, Trần Quang Minh, Việt Kiều Nhật là bạn của Tài, điện thoại về từ Nhật nhờ Tài liên hệ với Hoa mua hộ 6 bánh heroin. Tài thống nhất mua của Hoa 9.000 đô trên một bánh và giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Để có hàng giao, Hoa điện về Nghệ An cho Nguyễn Đức Lượng, sinh năm 1960 ở Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An. Thông qua Lượng, Hoa làm quen được với Đậu Cử Nhân, em cùng mẹ khắc trà với Lượng. Nhân cho biết chỉ có 4 bánh, giá mỗi bánh là 7.000 đô la. Giữa tháng 4 năm 98, Hoa thuê xe taxi ra Thủ Đức gặp Nhân, lấy hàng về đem giao cho Tài tại đường Lê Văn Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Tài đem heroin về nhà Minh ở 157 Ký Con, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để Minh vận chuyển sang Nhật Bản và thanh toán trả cho Hoa 36.000 đô la. Từ những manh mối này, hé lộ ra một ông chủ ma túy khét tiếng dày đất miền Trung, Nguyễn Đức Lượng. Từ lâu, Lượng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Năm 1996, lực lượng cảnh sát kinh tế Bộ Công an phát hiện những biểu hiện bất minh rõ nét về đường dây ma túy do hắn cầm đầu. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an ra quyết định số 72 ngày 29 tháng 8 năm 99 thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án Nguyễn Đức Lượng và đồng bọn. Ban chỉ đạo do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban. Những trinh sát tinh nhuệ, thiện chiến nhất của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy lập tức vào cuộc, lăn lộn khắp địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tìm tung tích đối tượng nghi vấn trong vụ án. Suốt mấy tháng trời trinh sát, thu thập nguồn tin, xác minh hàng nghìn mối quan hệ các đối tượng ở 13 tỉnh thành trong cả nước, các trinh sát phát hiện tại trang trại của Nguyễn Đức Lượng có tên Phạm Văn Diện ở phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai đang bị truy nã toàn quốc về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chính con át chủ bài Phạm Văn Diện và đường dây ma túy này đã được bọc mẽ. Trước đó, ngày 12 tháng 5 năm 93, Diện bị công an Lào Cai bắt về tội này, chịu hình phạt 12 năm tù. Ngày 20 tháng 11 năm 93, lợi dụng sơ hở của cán bộ áp giải, Diện bỏ trốn trên đường từ tòa về trại giam. Hai cán bộ dẫn giải đã phải ngồi tù thay vì sự mất cảnh giác của mình. Để lần trốn, Diện đổi tên họ, phiêu dạt qua nhiều địa phương, rồi cùng vợ về ẩn náu ở một quả đồi heo hút vùng Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Trong thời gian này, Diện gặp đại ca Lượng và được thu nạp làm tay chân đắc lực. Để đảm bảo thu thập đủ chứng cứ, trinh sát quyết định rung trả cá nhảy để bắt Diện trước. Bị đánh động, Diện vội bỏ việc làm với Lượng, trốn về Thái Nguyên. Đêm ngày 31 tháng 8 năm 99, tại căn nhà chơ vơ trên quả đồi nhỏ, Diện bị bắt. Vừa bị bắt, trên đường dẫn giải về trại, Diện khai tỉ mỉ hành vi buôn bán ma túy với Nguyễn Đức Lượng. Dưới sự chỉ đạo của Lượng, hắn buôn bán 9 bánh heroin và 16,6 cân thuốc viện. Kết hợp với lời khai báo, tố cáo của đồng bọn với chứng cứ tài liệu thu thập được đã hé mở những nút thắt mới. Nguyễn Đức Lượng, sinh năm 1960, trú ở Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An. Không ăn chơi, nhưng Lượng tạo cho mình một vỏ bọc kín đáo, sống khép mình, ít giao tiếp. Trang trại của Lượng hiếm có người lạ vào nhà. Tuy nhiên, Lượng lại rất thích làm từ thiện, là điển hình làm ăn kinh tế giỏi, có trang trại rộng hàng chục hecta nuôi tôm, trâu, bò. Lượng còn sắm cả phòng mạch tư, ban đẻ tự động, hàng loạt ký ốt cho thuê. Dưới con mắt của người dân địa phương, Lượng là điển hình thanh niên làm ăn kinh tế giỏi. Theo ông Phạm Quang Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Phúc, tại thời điểm đó thì đây là một chủ trang trại thân thiện nhưng kín tiếng, ngày nào cũng lao động cật lực, ăn uống kham khổ và đặc biệt tàn tiện. Đất đào ao, Lượng thuê người đóng thành gạch rồi nung làm vật liệu xây tường rào bao bọc xung quanh. Lượng cũng chưa hề nộp cho xã đồng nào từ kinh tế trang trại, do lãnh đạo ủy ban khóa cũ đang nợ 5 triệu đồng. Vợ của Lượng, chị Nguyễn Thị Tỉnh, cũng suốt ngày quần quật với mấy sào lúa ngoài đồng. Tuy nhiên, tất cả hoạt động bề đồi đó chỉ nhằm giúp Lượng tẩy trắng những đồng tiền nhơ bẩn. Sau này, khi kết thúc chuyên án, mọi người mới vỡ lẽ trang trại VAC của Lượng chính là điểm canh cổ thuốc viện lý tưởng, giao dịch trao đổi hàng hết sức kín đáo. Hắn không để hàng lâu tại nhà mà đánh nhanh giải quyết gọn. Hàng mới về, hôm sau là tiêu thụ luôn. Đối diện nhà Lượng là nhà của một tên đàn em tín cẩn, bất cứ biểu hiện lạ nào đều được báo động kịp thời. Với thủ đoạn tinh vi, danh ma như vậy, chỉ đến khi bị bắt, mọi người mới vỡ lẽ Lượng hiện nguyên hình là chùm ma túy cỡ bự, lọc lõi. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 99, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, Thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong chuyên án gồm Nguyễn Đức Lượng, Đậu Cử Nhân, Lê Sĩ Nhàn, Nguyễn Phi Lý. Khi Lượng vừa vươn vài tập thể dục,
bỗng có tiếng gọi cửa. Hắn vừa mở cửa, lập tức một tổ trinh sát ập tới khóa tay, khám xét nhà và trang trại. Vẫn bản tính của một kẻ coi trời bằng vùng, hắn chừng cháo bảo vợ: "Yên tâm đi, anh đi chỉ 3 ngày rồi về." Theo tài liệu trinh sát thì Lượng vẫn còn giấu một số lượng ma túy trong trang trại. Vậy hắn giấu ở đâu? Câu hỏi này một lần nữa làm đau đầu các trinh sát. Với trang trại rộng hàng chục hecta, việc khám xét vô cùng khó khăn. Họ phải dàn hàng ngang, mò xuống ao tìm heroin, lục soát kỹ lưỡng khắp trang trại. Tất cả các máy dò tìm ma túy được huy động hết công suất. Dùng thuấn lần tìm khắp đại bản doanh của hắn. Phía trong bếp, các trinh sát phát hiện nhiều nồi niêu xoong chảo dính đầy vết bọt lạ bị trào ra. Đó là vết tích của những phi vụ canh cô thuốc phiện chưa kịp gột rửa. Cuộc khám xét căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi các trinh sát phát hiện một đám đất mới đào gần nhà bếp được ngụy trang hết sức tinh vi. Nhìn thoáng qua trông rất giống đám đất bình thường khác. Thuấn được mấy nhát, bỗng nhiên một trinh sát mừng rỡ reo lên: "Tìm thấy rồi!" Đào sâu 2 mét là một bao tải, trong đó có một vỏ đựng hòm đạn. Hòm thứ nhất gồm 2,8 cân thuốc phiện, hòm thứ hai gồm 3 bánh heroin. Toàn bộ số hàng này Lượng mua của Lô Văn Nam ở Châu Thôn, Quế Phong, Nghệ An, mới đem chôn giấu được vài ngày. Khi nghe tin tìm thấy ma túy giấu tại trang trại, Lượng đập đầu định tự tử tại công an huyện Diễn Châu, nhưng các trinh sát kịp thời ngăn chặn. Hắn càng lì lợm hơn sau lần tự sát không thành. Biết không thể thoát khỏi án giữa cột, hắn nhất định không khai nổi lời. Trước đây có nhiều lần hắn đã lập công với lực lượng công an bằng cách tố giác tội phạm, nhưng thực chất đó là cách dùng tay công an để triệt những đường dây dám qua mặt hắn. Sau khi tìm hiểu, các điều tra viên đã phát hiện và xoáy sâu vào điểm yếu của hắn là máu yên hùng. Tuần đầu tiên, Lượng tỏ ra khai báo thành khẩn về số ma túy thu được tại nhà và khai rành rọt về những đường dây đã bị bắt, nhưng không hề hé răng về hoạt động ma quỷ của đường dây do hắn cầm đầu. Mỗi khi điều tra viên đặt máy ghi âm là hắn im bặt. Tuy nhiên, dù ngoan cố che đậy kín đến đâu thì vẫn bộc lộ sơ hở. Sự gan lì của Lượng đã không thắng nổi sự mưu trí sắc bén của các điều tra viên, và Lượng bắt đầu khai nhận về đường dây ma quỷ do y cầm đầu. Là một kẻ ăn học tử tế, từng có 3 bằng đại học, già dặn trong trường đời, nên Lượng rất ma quái, hình thành đường dây buôn bán ma túy khép kín từ khâu khai thác nguồn hàng ở biên giới Quế Phong về Vinh, rồi tỏa đi khắp các tỉnh thành tiêu thụ. Hắn không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào các phi vụ buôn bán ma túy mà chỉ đạo tầm xa cho đàn em thực hiện. Khi giao dịch, chúng toàn dùng ngôn ngữ quê mùa như gạo tẻ, gạo nếp, lá củ để gọi thuốc phiện hay heroin. Ai nghe qua cũng tưởng chúng là một nhóm buôn gạo lạc, nhưng thực chất là những thứ chất độc chết người. Chân rết của Lượng là hàng loạt đối tượng được y cho ăn chơi, hút hít rồi không còn có đường nào khác, buộc phải làm tay chân tình nguyện vận chuyển, tiêu thụ hàng trắng. Đám đệ tử được Lượng tuyển chọn là anh em họ hàng dưới quê và những môn đệ của ma túy hám lời. Tên nào cũng tôn sùng Lượng là ân nhân, mọi việc nghe theo giảm dốc. Để giao hàng thuận tiện, bí mật đến phút chót, khi kiếm hàng xong, Lượng đặt vé rồi thông báo cho đàn em lên đường. Ra đến sân bay, bến tàu, nhà ga mới biết chính xác mình sẽ đi đâu. Lao vào vòng xoáy trắng, Lượng càng liều lĩnh, thâm độc và mưu mô quỷ quyệt. Đầu năm 1996, theo chỉ đạo của Lượng, Nguyễn Phi Lý lên Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An mua thuốc phiện. Cả bọn đặt giá 4 triệu đồng một cân. Sau đó, Phan Thị Chất dẫn Lý Sì Pỏng ở bản Tiền Tiêu, Kỳ Sơn mang 10 cân thuốc phiện và Lưu Trung Ngà đem 17 cân thuốc phiện bán cho Lý và Lượng. Các phi vụ buôn bán ma túy được ngã giã, giao dịch ngay tại nhà Lượng. Tuy nhiên, Lý tìm cách trì hoãn, xin nợ tiền hàng, hứa rất ngọt là tiêu thụ xong sẽ hoàn trả đầy đủ. Chiến thuật bàn tay nhung thành công, cặp bài trùng Lý Lượng đã lừa đảo chót lọt hàng trăm triệu đồng. Đợi đỏ con mắt, chẳng thấy Lý trả tiền, các con nợ tới đòi thì Lý đã lặn vào thành phố Hồ Chí Minh không sủi tăm. Cả bọn như chết đuối với được cọc, trông chờ vào Lượng thì hắn trả lời giáo hoảnh: "Chuyện làm ăn giữa chúng mày với thằng Lý, anh đâu có biết." Lũ đàn em ra sức nguyên rủa Lý là thằng chạy làng, đều cáng, dám quỵt tiền, nhưng không ngờ Lượng chính là đạo diễn của phi vụ này. Uất ức vì bị đồng bọn lừa đảo, ngày 15 tháng 9 năm 99, Chất ra đầu thú tố cáo Lượng lừa đảo. Một lần nữa, hành vi tội ác của Lượng càng dày thêm. Kể từ khi chuồn vào Nam sinh sống, Lý vẫn cấu kết chặt chẽ với Lượng, hình thành đường dây vận chuyển ma túy khép kín từ Bắc vào Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Lý trở thành đầu nậu, bỏ mối hàng cho các đại lý như Lại Thị Kim Hằng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Trình. Khoảng tháng 2 năm 98, Tấn và Diện vào thành phố Hồ Chí Minh
đến trang trại của Lý mang theo 4 bánh heroin và 5,6 cân thuốc phiện giao cho Lý và Trinh. Cũng học tập chiêu bài của Lượng, Lý xây dựng một trang trại lớn nuôi heo nhưng thực chất là rửa tiền buôn bán ma túy. Lý cũng được mọi người suy tôn là điển hình làm kinh tế giỏi. Trang trại của hắn như một lô cốt, kín cổng cao tường, hàng rào thép gai kiên cố với một đàn chó dữ, sẵn sàng ăn sống nuốt tươi bất cứ lúc nào. Ngày 26 tháng 9 năm 99, trong khi Lý đang say giấc nồng ở Dĩ An, Bình Dương, các mũi mai phục đã sẵn sàng. Đánh hơi thấy động, Lý chuồn ra chuồng heo, vứt bánh heroin mới mua của Nhân hết 7.000 đô hôm trước sang nhà hàng xóm gần kề tìm đường lẩn trốn. Tường quá cao, hàng rào lại sắt, không thể phi qua, Lý đành lẩn trốn trong chuồng heo thì bị bắt. Một cánh tay phải khác của Lượng là Động Cử Nhân, em cùng cha khác mẹ với hắn. Nhân được đào tạo bắt mối, trực tiếp kiểm tra chất lượng hàng và thanh toán. Chỉ sau vài lần nhập cuộc, Nhân thể hiện rõ sự bản lĩnh và tài nghệ thuần thục, xuôi ngược như con thoi lên Quế Phong khai thác hàng, giám sát bọn Bùi Ngọc Thấn, Phan Văn Diện, Nguyễn Hữu Thực vận chuyển hàng vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhân tham gia mua bán cũng chẳng kém ông anh, có tới 83 bánh heroin và 114,6 cân thuốc phiện. Chỉ trong tháng 11 năm 98, Nhân 3 lần tuân lệnh Lượng trực tiếp gặp Vi Văn Thành ở bản 8, Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An trao đổi mua bán 6 bánh heroin về cho Lượng. Nguyễn Hữu Thực chuyên làm nhiệm vụ canh cổ, chế biến thuốc phiện như con thú đã thuần phục, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chủ. Thực tham gia vận chuyển 88 bánh heroin và một tạ thuốc phiện. Còn Bùi Ngọc Tấn, anh họ của Nguyễn Đức Lượng ở Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An cũng hoàn thành xuất sắc việc cửu vạn ma túy cho Lượng và giám sát Thực, Diện trên đường áp tải hàng. Tấn đã mua bán 87 bánh heroin và 93,2 cân thuốc phiện. Đầu mối cung cấp ma túy thường xuyên cho Lượng là Vi Văn Thành ở bản 8, khu Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An. Thành không chỉ nổi tiếng giàu nhất bản, chịu chơi mà liều lĩnh trong các phi vụ làm ăn. Ngay cả lúc hàng khan nhất, Thành vẫn có thể lần ra ma túy. Đồng tiền làm hắn lóa mắt, điên dại. Vào năm 98, lúc khan hàng, Lượng tới nhà Thành gửi 7.000 đô nhờ tìm mua giúp hàng trắng. Mấy hôm sau, có 4 người Lào gạ bán 4 bánh heroin giá 18.000 đô. Lượng cử Tấn mang tiền lấy hàng và thưởng cho Thành 2 triệu đồng. Thấy Lượng chơi được, Thành luôn chú ý dành hàng cho Lượng những lúc khan hàng. Để có hàng cung cấp cho Lượng, Thành ra sức mở rộng quan hệ với các đối tượng người Lào, thường xuyên cùng đồng bọn sang Sầm Tớ, Lào mua ma túy, sau đó cõng hàng về qua biên giới. Cùng bản với Thành có Lô Văn An và Lô Văn Duyên, hai chùm sò ma túy vùng giáp biên. Chỉ một thời gian ngắn, An đã mua bán 42 bánh heroin và 58,4 cân thuốc phiện. Còn Duyên mua bán tới 30,4 cân thuốc phiện và 1,07 cân heroin. Hàng về bao nhiêu, Lượng cho người bảo tiêu hết. Một lần, An bán cho Lượng 15 bánh heroin giá 50.000 đô để cõng hàng về. Nhân mang theo hai khẩu súng K54 đi áp tải hàng. Cùng hội cùng thuyền với An, mắc nghiện nặng, Duyên tính chuyện đi buôn ma túy và bắt tay cung cấp hàng cho Lượng từ năm 96. Sau khi bắt mối các đối tác buôn trắng, mua tận gốc bán tận ngọn, Duyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiếp thị hàng và du hí với bồ nhí là Lại Thị Kim Hằng. Bị bỏ bồ yêu, Duyên quên hẳn cô vợ quê, chân lấm tay bùn mà vung tiền tậu nhà cho người đẹp. Tháng 3 năm 99, Duyên cùng với Sầm Văn Minh ở Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An và Lô Văn An góp vốn mỗi người 20 triệu đồng bàn nhau mua heroin vào thành phố Hồ Chí Minh bán. Cả bọn mua hết 4.700 đô la, bán lại cho Hằng nửa bánh 40 triệu đồng và bán cho Lý nửa bánh còn lại được 45 triệu đồng. Hằng lấy hàng của Duyên bán lại cho vợ chồng Đỗ Thị Ngát và Trương Huân Trương ở tổ 3 khu phố 4, thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng Ngát có một trang trại trồng hồ tiêu rộng mênh mông, kinh tế khá giả nhưng vẫn ham buôn ma túy. Có lần vào cuối năm 98, Hằng và Ngát góp vốn buôn chung ra nhà Lượng lấy hàng, đang làm ăn thuận lợi thì bị bắt. Hôm các trinh sát phát hiện manh mối của Duyên, đúng hôm bố Duyên mất. Trong lúc tang gia bối rối, nghĩa tử là nghĩa tận, họ bí mật canh phòng, theo dõi suốt một tuần lễ. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2000, khi vừa đưa bố ra nơi yên nghỉ cuối cùng, Duyên gặp mấy người khách lạ tới thắp hương cho bố. Duyên kêu vợ con mang cơm rượu ra thiên đại khách, thì các trinh sát bất ngờ đọc lệnh bắt. Lúc bấy giờ, Duyên biết rằng cái ngày nơm nớp lo sợ đã đến. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án còn nắm được Lượng giấu rất nhiều tiền vàng, hốt bạc từ những phi vụ buôn bán ma túy. Tuy nhiên, để hắn mở miệng quả không dễ chút nào. Các điều tra viên đã sáng tạo một cú chọc khe tuyệt vời. Buổi hỏi cung hôm ấy, khi
Khi thấy điều tra viên đánh đòn bật mí đã thu được nhiều tiền vàng ở nhà hắn, Lượng lo lắng hỏi: "Các anh thu được gì ở nhà tôi?" "Thì thu được nhiều tiền, nhiều vàng," điều tra viên trả lời. Biết hắn đang háo hức muốn biết tình hình, cú đòn điểm huyệt được tung ra: "Nhà ông nhiều tiền vàng, chúng tôi thu được vẫn còn thiếu." Thấy vậy, Lượng bụt miệng: "Thế các ông đã thu được ở chỗ cái dung chứ gì?" Cú đòn quyết định quả hiệu nghiệm. Lượng khai nhận đã giấu 100 cây vàng và 40.000 đô la cùng toàn bộ giấy tờ nhà trong cặp số để ở tủ ly nhà Đậu Thị Dung, là em cùng mẹ khác trà với Lượng. Chôn một hòm đạn dưới hầm giường, trong đó có 100 cây vàng và 100.000 đô la. Khi các trinh sát ập đến, phát hiện nền nhà có dấu hiệu bị đào, tủ ly bị cậy, không thấy chiếc cặp số như Lượng khai. Thì ra, sau hôm Lượng bị bắt, Bùi Văn Minh, anh họ của Lượng, đến nhà Dung, cậy nền nhà rồi đem về nhà chôn tại 5 địa điểm. Dung cũng đã nhanh tay cậy tủ, lấy hết tiền vàng trong cặp số rồi đem gửi tại nhà bạn bè. Mấy ngày sau, ban chuyên án còn thu giữ 15 triệu đồng của Nguyễn Thị Dung ở 21D/9, đường Mậu Thân, Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ, gửi ra cho Lượng qua đường bưu điện để thanh toán tiền mua ma túy. Trong số 4 nữ quái của đường dây này, ngát nổi lên về sự lì lợm, ngoan cố. Thị có một tiền án về tội mua bán ma túy trái phép, từng cầm dao đuổi chém chồng, cũng là một đối tượng trong đường dây chỉ vì xô xát nhỏ. Hai em gái của Hoa là Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Lan cũng lì lợm không kém. Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Thực là một thương binh bị lôi kéo vào vận chuyển heroin từ Quế Phong về Diễn Châu rồi đưa tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi bị bắt, Thực thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, mong được khoan hồng. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án buôn bán ma túy khối lượng lớn với 25 bị can do Nguyễn Đức Lượng cầm đầu lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Liên quan đến vụ án này, 3 công an bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tiền, vàng, tang vật. Tại thời điểm ấy, vụ án về Nguyễn Đức Lượng đã làm nóng sự quan tâm của người dân Nghệ An bởi vỏ bọc vốn hiền lành của ông chùm ma túy này. Nguyễn Đức Lượng cùng 23 bị cáo khác bị truy tố về 3 tội: buôn bán trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là vụ án phức tạp và lớn nhất từ trước đến thời điểm đó trên toàn quốc. Với 12 bị cáo nằm trong khung hình phạt có mức án tử hình, nhiều bị cáo là người một nhà như Lượng cùng em trai, em gái, em rể. Theo hồ sơ, riêng Lượng phải chịu trách nhiệm về hành vi buôn bán 104 bánh heroin và 197 cân thuốc viện, nhưng con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 10 đến 12 ngày, chắc chắn sẽ rất đông thân nhân bị cáo và người dân đến theo dõi, nên vấn đề bảo đảm các điều kiện trật tự an toàn trong phiên tòa là mối quan tâm lo lắng của lực lượng hỗ trợ tư pháp. Tòa án tỉnh Nghệ An đã phối hợp đưa vụ án ra xét xử tại Hội trường Nhà văn hóa lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quyền công tố, còn công an tỉnh đã huy động hàng trăm cảnh sát tập dượt cho công việc bảo vệ phiên tòa, dẫn giải các bị cáo và đảm bảo an ninh nơi xét xử. Các cơ quan như Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Điện lực, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tài chính đã chuẩn bị xong các việc theo các yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Ngày 18 tháng 1 năm 2002, tại phiên tòa xét xử, ông Ngô Xuân Thành, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, chủ tọa phiên tòa, đã tuyên 6 án tử hình và 1,15 tỷ đồng tiền phạt cho Nguyễn Đức Lượng, Đậu Cử Nhân, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Hữu Thực, Lô Văn An và Vi Văn Thành, đúng như mức án đề nghị của Viện Kiểm sát. Và theo đó, 10 bị cáo khác được nhận án chung thân gồm Nguyễn Phi Lý, Phạm Văn Diện, Nguyễn Văn Trình, Lại Thị Kim Hằng, Vi Văn Hải, Đậu Khoa Thi, Đỗ Thị Ngát, Lô Văn Duyên, Lưu Trung Ngà và Lô Văn Sơn. Các bị cáo còn lại lĩnh án tù giam có thời hạn tổng cộng 84 năm. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.